của khi mà chúng ta làm với nhau. Thì khi mình thấy là the quality of communication is the quality of your life. Đó là Anthony Robbins. Chúng ta biết ông này không? Ông này dạy làm giàu á. Thì cái giá trị mà chúng ta có thể giao tiếp, đó là giá trị mà chúng ta được nhận trong sự sống mình. Cho nên chúng ta muốn người ta hỏi what is your quality of life? Cái giá trị mà chúng ta sống như thế nào là cách chúng ta giao tiếp với người đó. Chúng ta giao tiếp với người nào đó thì chúng ta sẽ sống một đời sống bình an. Chúng ta giao tiếp một người nào đó chúng ta sẽ sống đời sống bất an. Chúng ta giao tiếp người nào đó chúng ta sẽ nghèo suốt, mà chúng ta giao tiếp người nào đó chúng ta sẽ giàu. Chúng ta phải lựa bạn, lựa người. Không phải chúng ta lựa người rồi chúng ta xa lánh người khác. Có những người chúng ta cần giúp họ, nhưng mà trước hết chúng ta vẫn cần phải giúp chúng ta. You have to have a quality of life. Chúng ta phải có cái giá trị ở trong chúng ta. Đừng để cái giá trị của chúng ta để bị thấp xuống. Bởi vì chúng ta chơi bạn như thế nào thì cái giá trị của chúng ta sẽ hạ thấp xuống theo cái người bạn của mình. Đó là lý do mà chúng ta phải đạt để giá trị của mình ở đâu? Ở trong Chúa. Giá trị trong Chúa là gì? Priceless, là không có giá luôn. Thì nếu mà chúng ta ở trong Ngài, Ngài là bạn của chúng ta, thì cái giá trị quality of life, cái giá trị của chúng ta, đời sống chúng ta sẽ có giá trị. Thì hôm nay chúng ta có một cái bài học gọi là 10 điều răn. Trong chúng ta có biết trong Kinh Thánh 10 điều răn phải không? Ai biết 10 điều răn nằm ở đâu? Nói 10, ok, lâu nhắc lại cho em. Suốt cái giúp tôi ký đoạn 20. Suốt Ai Cập Ký đoạn 20, khi mà chúng ta biết là khi nó nói 10 điều răn thì chúng ta nhớ trong sách Suốt Ai Cập Ký đoạn 20. Nhưng mà khi chúng ta giao tiếp với một người nào đó, chúng ta có 10 điều răn mà chúng ta phải nhớ. Có nghĩa là đời sống chúng ta, khi mà chúng ta bước vào cái sự giao tiếp thì chúng ta phải có những cái điều răn, có những điều ghi nhớ trong cuộc đời chúng ta. Thì có 10 điều răn, tôi muốn đi qua 10 điều răn rất là nhanh để chi? Để chúng ta nắm được và tuần sau tôi sẽ ôn lại. Thứ nhất, number one, điều răn thứ nhất, tôi sẽ phát ra lời chân thật. Xin đọc trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 2. Môi dối trá là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va, còn người hành động chân thật làm vui lòng Ngài. Cái điều gì? Cái điều dối trá thì nó giống như sương khói mà bay đi thôi. Có những lời người ta gọi là chân lý, nhưng mà thường thường chúng ta dùng để phân biệt triết lý, nhưng mà thật sự ra chân lý triết lý nó đôi khi chúng ta bị lẫn lộn. Nhưng mà đây là như thế này, khi mà chúng ta nhìn được cái điều gì nó đúng á, nó còn tồn tại. Điều gì nó sai á, nó thường sao? Nó dễ, từ từ nó lộ ra. Từ từ nó lộ ra. À, ai ở nhà mà bị móc á, mô đó trong nhà, ai có nhà biết liền á. Chứ nhà trước khi nó bị mô nó lại gì? Nó ẩm ở trong đó. Từ từ nó mới lộ ra. Còn cái nhà mà không có bị mô, chúng ta để năm này tháng kia nó vẫn khô là khô, nó không bao giờ nó lộ ra. Có nghĩa là sự thật, sự dối trá của chúng ta nó sẽ lộ ra giống như những cái mô, những cái móc meo ở trong cái tường của chúng ta vậy. Trong khi đó cái sự thật á, năm này tháng kia cái tường vẫn ở đó. Chúng ta thấy những cái building rất là lớn, những cái building hồi xưa xây rất là lớn, vững chắc, cho đến giờ này nó vẫn còn ở đó. Những cái building cổ ở bên châu Âu á, họ vẫn còn ở đó. Trong khi đó cái building ở Florida mới có năm mấy sụp hết trơn phải không? Chỗ đó gọi là luxury á. Chúng ta biết cái chỗ đó là mới năm mấy phải không? Ai biết đó mấy năm rồi? Mới năm mấy phải không? Chưa hả? Luxury, họ build cái condo đó là họ gọi là luxury, cái chỗ đó là sang á, condo sang á, mà tự nhiên sập cái rồng xuống á, chết rồi. Chúng ta thấy không? Cái sự dối trá của con người sẽ bị sụp đổ. Thời gian sẽ trả lời. Thành ra chúng ta đừng vội để nói là tôi phải nói lời sự thật, cái người đó phải dạch mặt người đó. Đừng dạch mặt, để từ từ nó lộ ra theo thời gian. In his time he makes all things beautiful, còn everything else makes ugly. Cho nên đó là điểm thứ nhất, chúng ta phải gì? Lời phát ra phải có sự chân thật. Và điểm thứ nhì, tôi sẽ phát ra những lời đẹp ý Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va là vầng đá và là đấng cứu chuộc của con. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Đẹp ý Ngài là như thế nào? Trong đây chúng ta thấy nè, nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm. Chữ suy gẫm trong tiếng Anh gọi là meditation. Meditation trong nguyên ngữ chúng ta nhớ không? Khi mà chúng ta nói suy gẫm là gì? Là nhai lại. Meditation có nghĩa là nhai lại. Nhai đi nhai lại. Chúng ta nhớ, cứ nhớ mỗi lần tôi nhắc như là tôi nhắc con bò á. Con bò thường thường nó ăn xong rồi bỏ vô bao tử này, nó nhai lại á, vậy để nó nhớ.
Khi mà chúng ta nói meditation là chúng ta nhai lời. Có những lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải nhai đi nhai lại để chị, để suy gẫm trong chúng ta. Tại vì khi lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ một ngày một bữa mà chúng ta có thể hiểu được cái chiều sâu mà cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đâu. Thời gian Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta để thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Thì khi chúng ta thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy gì? Ý chỉ của Ngài. Ý chỉ của Ngài. Chúng ta sống với ai đó, chúng ta chưa biết người đó. Đến một thời gian nào đó, chúng ta mới hiểu được cái người đó, phải không? Thời gian. Và thời gian sao? Quality. Thời gian có giá trị. Thời gian tốt, thời gian đẹp mới có giá trị. Còn chúng ta, hey, how are you? Rồi bye bye rồi. Không bao giờ chúng ta hiểu được người đó. Chúng ta dành thời gian với Chúa là gì? Sự suy gẫm. Khi chúng ta suy gẫm thì chúng ta biết ý Ngài. Ý Ngài thì chúng ta chắc chắn sẽ làm đẹp ý Chúa mà thôi. Điểm thứ ba, tôi sẽ phát ra lời sự sống. Sống chết do nơi quyền của lưỡi. Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Lời sự sống không chỉ lời nói hay, nói suông hay là lời mà chúng ta cái nào cũng có chân dẫn Kinh Thánh. Tôi biết nhiều khi chúng ta gây nhau cũng chân dẫn Kinh Thánh nữa. Cãi với nhau cũng chân dẫn Kinh Thánh. Nó không phải lời sự sống. Có đó là cãi. Okay. Có Kinh Thánh lót trong đó vẫn là cãi, là cãi thôi. Hay là dựa cái điều gì đó là cãi thôi. Lời sự sống nó nằm chỗ nào? Lời sự sống do gì? Những gì chúng ta yêu chuộng. Chúng ta có yêu Chúa không? Chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Chúa có không? Thì chúng ta mới phát ra lời sự sống. Chúng ta không yêu Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ không yêu người. Và chúng ta sẽ không bao giờ làm điều lành được. Thành ra khi mà chúng ta lời yêu thương thì chúng ta phải có sự lời, người yêu chuộng nó sẽ gì? Sẽ sinh ra những bông trái của nó. Sau bây giờ tôi đặt câu hỏi như thế này. Trong tâm linh chúng ta nè, những gì chúng ta tiếp thu vô từ đâu? Từ xác và hồn thôi. Tâm linh chúng ta không phải tự nhiên nó xảy ra, chuyện đó xảy ra. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta yêu chuộng nó từ gì? Từ xác với tâm hồn chúng ta. Cái xác chúng ta đó, nó tiếp thu những điều gì mà chúng ta yêu chuộng nó. Yêu chuộng nó thì chúng ta sẽ phát ra những điều chúng ta sẽ phát ra. Giống như hồi lúc trước tôi thấy ngày nào cũng nói tôi muốn mỗi mệt cái chuyện Biden với Trump, cứ Biden với Trump suốt ngày này ngày kia, rồi cứ gây nhau. Tại vì tối ngày họ đã gieo vào tâm trí chúng ta. Rồi bây giờ bắt đầu nó qua một cái phong trào khác là gì? Covid. Nó đi một luồng, cứ tối ngày cứ gặp ngày nào cũng Covid. Nó luồn cho đó. Thành ra đó, tất cả những điều đó gì? Là những lời sự chết. Tại vì nó đem những cái điều đó nó vào trong gì? Trong con người chúng ta và trong tâm hồn chúng ta, nó chất chứa trong đó thì chúng ta sẽ phát ra tất cả những điều đó. Thì phát ra sao? Sẽ không có lời sự sống. Chắc chắn sao không lời sự sống. Tôi không care là quý vị watch cái channel gì, nhiều người nói là CNN là fake news, rồi Fox News là better hơn. Tôi nói cái đạo nào cũng như đài này hết rồi. Không có cái đài nào mà bằng đài của Đức Chúa Trời hết á. Đài của con người luôn luôn gây sự sợ hãi. Thì sự sợ hãi nó đem sự chết, phải không? Cái người thường thường chưa chết mà họ sợ chết rồi, thành ra nó chết sớm hơn. Còn cái người mà muốn chết hoài không chết được, người có người tự tử 70 lần cũng không chết. Trong khi đó người sợ chết, chết. Cho nên cái sự sợ hãi nó đem sự chết, mà sự gì? Sự thịnh vượng trong lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải thịnh vượng trong lời của thế gian này, làm cho chúng ta sự chết. Đó là điều răn thứ ba. Và điều răn thứ tư, tôi sẽ phát ra lời khích lệ. Vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Lời khích lệ khiến người đó tiến xa hơn. Lời khích lệ khiến người ta có hy vọng hơn. Lời khích lệ khiến thêm gì? Nhiệt quyết cho người đối phương của mình nhiều hơn. Trong trường hợp sứ đồ Phao-lô làm sao khích lệ được? Lúc đó ông bị bắt ớ. Ông này ở đang trong tù, ông kêu ở trong tù khích lệ thôi, ráng ở vài năm nữa ra. Ông kêu ráng vài năm nữa ra. Khích lệ vậy hả? Tại hai ông bị bắt ớ trận. Chúng ta đang sống không phải ở trong tù, nhưng mà có thể tù thế gian này. Chúng ta sống trên thế gian này sống như trong tù vậy. Nếu mà sống như trong tù thì chúng ta khích lệ ai? Còn gì nữa khích lệ? Ôi ráng đi, vài năm nữa mình cũng chết rồi, thôi ráng đi, sống đã đi.
Cho nên Việt Nam mới có bài 60 năm cuộc đời đó. Ráng đi. Nó đâu phải khích lệ. Cái đó kêu người ta gồng đi. Rồi từ từ cũng chết đó, chết lần chết mòn á. Khích lệ để người ta tiến xa. Khích lệ để mình sống có ý nghĩa hơn. Chúng ta sống có ý nghĩa là như thế nào? Làm sao? Thí dụ một người đó đang buồn rầu, bây giờ mình cũng buồn, thì hai người khích lệ gì, điều gì? Thôi bỏ qua đi hả? Nó quên nó đi. Làm sao quên chuyện buồn năm đó? Quên sao quên? Chịu đựng hả? Việt Nam mình chịu đựng hay lắm. Xong rồi mặt xanh dần. Đừng hết nói rồi cho nên mặt xanh dần. Chúng ta biết chắc là lời khích lệ không phải lời nói suông. Lời khích lệ là sự xây dựng để gì? Để dẫn người ta đến sự cứu rỗi. Cái sự cứu rỗi nó duy nhất trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta có nhiều điều không thể khích lệ được, nhưng mà chỉ có một điều duy nhất chúng ta có thể khích lệ được là sự cứu rỗi cuối cùng. Người ta nhiều khi nói ồ cứu rỗi đâu gì mà quan trọng lắm. Thật sự nó con người bây giờ nhiều tôn giáo quá rồi, cho nên không cần gì cứu rỗi nữa. Cứu rỗi là chuyện xưa rồi. Giờ dạy về cách sống sao để giàu có hay gì cho nó trước mắt vậy thôi, hay là chữa bệnh hay là gì đấy, nó khích lệ hơn. Nhưng mà thật sự ra chúng ta nên nhớ rằng có nhiều điều khích lệ, nhưng mà chỉ có điều khích lệ duy nhất mà tồn tại đời đời, đó là sự cứu rỗi. Chúng ta không thể khích lệ người khác điều gì khác. Có nghĩa là gì? Khích lệ sự cứu rỗi là như này: chúng ta hướng dẫn họ biết Chúa và tương giao với Chúa và gặp Chúa. Đó là lời khích lệ. Còn nếu mà chúng ta nói ô thôi đừng buồn buồn nữa, thôi giờ đi biển với tôi. Được. Rồi về nhà nó vẫn buồn là buồn. Tại vì sao? Họ chưa gặp được Chúa. Mình khích lệ có nghĩa là mình tạo cơ hội để người ta gặp được Chúa. Tất cả mọi cơ hội chúng ta đến với ai đó, chúng ta vẫn tạo cơ hội để gặp được Chúa. Chứ không phải là chỉ nói suông nó, ô đừng buồn nữa, thôi vui lên đi. Hãy vui lên đi, vui lên đi. Buồn gần chết, vui gì? Nó không thực tế không? Nhưng mà chúng ta tạo cho họ để họ tìm được Chúa thì họ sẽ được sự vui mừng. Chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ đối diện nhiều thứ lắm, nhưng mà có Chúa chúng ta biết chắc rằng không, chúng ta biết là Ngài nghe chúng ta, lắng nghe chúng ta. Còn đôi khi chúng ta không có Chúa, chúng ta nói ai, nói người không hiểu chúng ta thì họ sẽ không khích lệ, họ sẽ giàn pha chúng ta và họ sẽ xa lánh chúng ta, tại vì cái lò than nó lớn quá. Cho nên điều răn thứ 5: tôi sẽ phát ra lời ân huệ. Miệng người khôn ngoan thoát ra lời ân hậu, nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó. Có nghĩa là khi mà chúng ta phát ra lời ân huệ là chúng ta biết chắc rằng mình phát ra điều đó là cho tương lai của mình. Đôi khi trẻ chúng ta ngông cuồng, chúng ta phát ra lời kiêu ngạo, nhưng mà đến khi tới tuổi trưởng thành rồi chúng ta mới nhìn lại ô sao mình không được gì hết trơn vậy đó. Tại hồi lúc còn sức chúng ta hăng lắm. Lời ân huệ là chúng ta phải ra trước tương lai mình như thế nào. Đừng có đi quá xa cái lời của mình. Bây giờ thí dụ như thế này, mình đi gặp ai đó, mình rủa xả người đó, nó ồ thấy chưa, nó nghèo tại vì nó phạm tội, hay là nó bị bệnh nhà tại nó tội quá. Mà có nghĩa là mình nói không có lời ân huệ thì đến phiên mình đó, đến phiên mình rơi vào tình trạng đó thì sao? Thì người ta cũng giống như người ta nói ngược, giống như ông Gióp vậy đó. Người ta bắt đầu phán xét lợi giống như người ta phán xét ông Gióp vậy đó. Chúng ta chưa đến cái mức độ đó thì chúng ta có thể lời kiêu ngạo. Nhưng mà khi chúng ta phải nằm gì? Cái ba điều mà hồi nãy bài số 1 chúng ta học, ba điều, một trong ba điều chúng ta phải gì? Phải đồng cảm. Chúng ta có đồng cảm với người đối phương thì chúng ta mới phát ra lời ân huệ. Chúng ta không đồng cảm với họ thì chúng ta sẽ phát ra lời gì? Phán đoán, phán xét, đón xét người đó. Thì chúng ta vô tình, đến phiên chúng ta thì không ai thương xót mình hết. Lúc mình lên voi, rồi lúc xuống ngựa, xuống chói vậy không coi gì. Lúc mình lên voi khác, lúc mình xuống sao? chó Mỹ ngon lắm. Giờ không biết xuống chó sao, tại ở Mỹ chó này, chó Mỹ đó nó hơn chó Việt Nam. Lúc mình lên voi mình không có lợi ân huệ. Nhưng mà lúc mình xuống thấp, nói điều này không có nghĩa là mình ba phải. Ok, mình phải biết được lời nói của mình để tương lai của mình không nằm rơi vào tình trạng đó.
thiện cảm giác của mình như thế nào thôi. Đó là lời ân huệ. Và điều răn thứ 6, tôi sẽ phát ra lời khôn ngoan. Sự khôn ngoan tìm thấy trên môi người hiểu biết, nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ ngu si. cái chữ ngu si nghe rồi. Tự nhiên tôi mất trớn nghe chữ ngu si. Tiếng Việt có chữ ngu si đần độn vậy, nó nằm trong đó, thành ra nó tự nhiên nào đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta nói lời khôn ngoan á, thời nay á, lời khôn ngoan là chúng ta phải tìm hiểu trước. Thời nay Google. Chúng ta đừng có nghĩ mình biết hết, hay là mình nói điều gì có thể qua mặt người khác. Tại vì người ta có Google. Người ta tìm ra hết à. Thành ra mình có lời khôn ngoan là mình phải biết gì? Biết có Google. Thì họ kiểm chứng mình hết á. Mình nói gì nói á, make sure Google nó chưa nói trước mình. Điều này tôi nói hồi tuần rồi, tôi thấy có một người ông thầy tu này hay giảng xấu về Công giáo đó. Rồi xong rồi có một vài người Công giáo lên xí vả là ổng, nói thầy à, tôi nể kính nể thầy, nhưng mà làm ơn thầy kỳ tới thầy nói về thầy Google trước để thầy không nói sai. Tại họ khác tôn giáo, khác niềm tin, khác quan điểm, thì ổng nói không có dẫn chứng được mà trên Google bà con kiếm ra hết. Thế ra mình nói vậy nó không mất đi cái lời khôn ngoan của mình, rồi mất cái giá trị của mình. Tại Google đã đáp ứng cho họ mọi người rồi. Thành ra thời nay chúng ta không thể qua mặt ai hết. Khi mình phát ra lời khôn ngoan, mình phải kiểm chứng cái gì mình nói đúng, chứ không thôi là mình sẽ gì, đánh mất đi lời khôn ngoan. Chúa cho mình khôn ngoan, không phải, tôi nói điều này không phải là Google nghe, đừng nói. Khôn ngoan có nghĩa là mình hiểu được lời của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời sôi dẫn chúng ta đi trong lẽ thật của Ngài, chứ không phải dựa trên Google. Tôi nói Google là chỉ là cái biểu tượng thôi, example thôi. Nhưng khi nói rằng khi chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Trời á, thì chúng ta có coi tin tức nào chúng ta cũng không tức, mà chúng ta nghe người nào phát biểu điều gì chúng ta cũng biết lời của Đức Chúa Trời. Tại lời của Đức Chúa Trời là cái nền tảng để chúng ta hiểu được cái sự khôn ngoan đó. Người ta có thể nói chuyện này chuyện kia xảy ra. Quý vị biết hồi mà lúc ông Anthony Fauci á, bà con chạy theo ông rất là nhiều, nghe lời ông này là tiến sĩ khoa học gia này nọ đó, nghe theo ông á. Nhưng mà lúc đó tôi hoàn toàn không tin ông. Không phải tôi tin Donald Trump, không phải tôi theo Donald Trump. Nhưng mà lúc đó tôi hoàn toàn tôi không tin ông Anthony Fauci. Tại đối với cái quan điểm ông nói, tôi thấy Kinh Thánh không có hỗ trợ được điều gì ông nói trơn á. Cho nên lúc đó hầu như là tôi không nghe những điều mà những cái người khoa học gia đứng trên TV nói. Những người khoa học gia trên TV nói là tôi bật đỏ bỏ hết. Mà tôi chỉ tìm những người nào kính sợ Chúa để tôi hiểu được. Và tôi đã được một số người mà khoa học gia mà tôi học được á, những người bác sĩ mà khoa học gia ở trong Chúa, họ kính sợ Chúa, họ dùng lời Chúa mà họ dùng khoa học để đi trong đó, thì tôi mới hiểu được đây là sự khôn ngoan. Chứ không phải mình chỉ dựa trên cái sơ đồ hay bản đồ rồi mình nói ra những lời đó, nó sẽ không khôn ngoan. Khôn ngoan là chúng ta biết lời Chúa và có nền tảng trong đó. Điều răn thứ 7, tôi sẽ phát ra lời có ích. Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Cầm giữ môi miệng không phải là ít nói nha, hay là im luôn. Mấy người im nó còn ghim hơn nữa. Tại vì trong Kinh Thánh nói tôi giữ môi miệng thôi tôi im luôn. Im người ta còn hiểu lầm mình hơn nữa. Giữ môi miệng có nghĩa là chúng ta phải giữ cái lời mình không có đi quá lố, chứ không phải là giữ môi miệng là chúng ta im luôn. Quá lố có nghĩa là gì? Quá lố không phải chúng ta nói chơi vui, nói đùa. Quá lố là chúng ta nói không đúng sự thật của người đó, đó là quá lố. Hay là chúng ta bày chuyện về cái vấn đề đó là quá lố. Hay là chúng ta quá lố bởi vì chúng ta bịa ra một cái câu chuyện khác, đó là quá lố. Cho nên khi mà lời mà chúng ta cầm giữ môi miệng là chúng ta không bịa ra cái chuyện hơn nữa. Những người mà viết về tin tức á, journalist á, tôi không biết sao mà họ có thể viết được có câu chuyện nó đơn giản vậy mà họ viết tới 3-4 trang được. Đối với tôi viết có 2 câu. Tại vì câu chuyện, cái chuyện gì đó mà họ có thể họ phóng đại lên cho lớn thiệt lớn để người ta nghe.
và người ta chạy theo. Tại người ta hiếu kỳ mà, con người mà hiếu kỳ mà. Đối với chúng ta như thế nào? Chúng ta giữ mồm miệng để chúng ta ít lời sai mà lời khôn ngoan nhiều hơn. Đó là chúng ta giữ mồm miệng chúng ta, chứ không phải kêu chúng ta cầm luôn. Điều răn thứ 8: miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao. Lời nói đúng lúc, làm sao chúng ta biết đúng lúc hả? Cánh đồng hồ, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này nha. Không? 5 phút nữa tôi sẽ nói về chuyện này. Đúng lúc là như thế nào? Làm sao chúng ta biết được đúng lúc? Có kiểu như khi chúng ta nói nha, Đức Thánh Linh cảm động tôi. Vậy làm sao Đức Thánh Linh cảm động tôi? Tại vì nghĩ là tôi cầu nguyện rồi đó, bây giờ Đức Thánh Linh cảm động tôi phải nói. Làm sao chúng ta biết được lúc đó Đức Thánh Linh cảm động rồi? Bây giờ chúng ta có kinh nghiệm điều đó không? Tại Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, mà Đức Thánh Linh là sự khôn ngoan của chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng cho chúng ta tất cả mọi sự khôn ngoan, và Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi lời đúng lúc, đúng thời điểm. Vậy làm sao mình biết được Đức Thánh Linh cảm động mình để nói đúng lúc? Chúng ta nên nhớ nè, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao, miệng khéo đáp khiến người vui vẻ. Nó có hai vế nha, chúng ta nhìn thấy nè. Nói khéo là nói gì? Nói khéo không phải là chúng ta người đó ăn nói khôn ngoan, văn hoa. Nói khéo có nghĩa là chúng ta biết nói trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta biết được cái cương vị mình lúc đó. Cái từ Việt Nam mình tôi nói trở ngược lại, cái cương vị của mình. Chúng ta không trong cái cương vị đó thì chúng ta không nên nói. Có những lúc chúng ta không nằm trong trường hợp đó, chúng ta không nên nói. Bởi vì chúng ta không có cương vị. Thí dụ như dẫu người đó trẻ hơn mình, người đó có thể giống như một cái đứa trẻ đi, một đứa teenager, chúng ta lời nói chuyện với nó, thì khi mà nói chuyện nó thì nó sao? Chúng ta có con cái biết hả? Nó trả lời không? nó trả lời chỉ là cái sao thôi chứ hối chữ, phải không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta trong cái cương vị không phải làm cha làm mẹ hay là chúng ta hơn nó, nhưng mà chúng ta có hiểu được cái lúc đó như thế nào không? Cái người nói đúng lúc là người đã hiểu được đi trong lòng từ lúc A tới Z. Có nghĩa là từ lúc ban đầu chúng ta đã hiểu cái chuyện đó, và bây giờ chúng ta mới biết cái kết quả thì chúng ta mới nói. Còn chúng ta nói không đúng lúc là chúng ta vô phần nữa. Ai đây coi phim nửa phim? Người nào mà thích hay đi trễ đó, đi coi phim, cứ đi vô đi coi phim trễ đó. Chúng ta coi nửa bộ phim á, chúng ta hiểu được không? Chắc chắn là sẽ không hiểu, phải không? Chúng ta dẫu chúng ta thấy cái kết quả là ồn này giết xong rồi, nó đã xong chuyện rồi đó, nhưng mà cái khúc đầu á, chúng ta không hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có theo dõi. Thành ra cái đúng lúc á, cái khéo léo của con người chúng ta là chúng ta phải theo dõi cái điều đó thì chúng ta mới biết được. Con cái chúng ta phải theo dõi nó, mình mới biết được nó lúc nào. Hay gia đình chúng ta, hay bạn bè chúng ta theo dõi người đó, không phải theo Facebook. Nhiều người post trên Facebook chuyện này nhưng mà họ làm chuyện khác. Chúng ta theo dõi cái chuyện đó từ bắt đầu thì khúc cuối cùng mình mới hiểu được cái chuyện đó, mình mới đi vào đúng lúc. Đó là sự khôn ngoan mà đúng thời điểm. Mình hiểu tất cả. Thường thường người Việt Nam nói tôi đi trong lòng người đó, tao đi trong cái người đó rồi đó, hiểu được trong trái tim người đó rồi, thì đó là mới đúng lúc. Và điều thứ 9, chúng ta phải phát ra lời đầu tư. Một người sẽ được đầy tràn phước hạnh nhờ kết quả của miệng mình, và mỗi người sẽ được báo trả tùy theo việc tay mình đã làm. Chúng ta biết thời nay á, ai mà đầu tư chứng khoán á, thường thường chúng ta hay chạy theo mấy ông mà lớn, phải không? Thí dụ bây giờ thời nay cái người mà tạo ra chiếc xe Tesla là ông Elon Musk á, ông nói cái gì là stock nó chạy theo. Lý do tại sao ông nói stock nó chạy theo mà có khi tôi nói stock nó không chạy theo? Tại vì ông dám nói, ông dám làm. Chúng ta dám nói nhưng mà chúng ta không dám làm.
ông nói là ông bao nhiêu là ông mua cái stock đó bao nhiêu, người ta mới chạy theo. Còn ông chỉ nói phát biểu thôi thì đâu ai chạy theo. Giống như tôi nói, ồ, mua Bitcoin đi. Tôi có mua Bitcoin đâu, chạy theo tôi. Phải không? Thành ra người dám nói, dám làm, dám thực hiện thì người ta mới tin được. Thì cái lời ổng là cái lời phát ra lời đầu tư. Vậy thế thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đầu tư với ai đó trong thuộc linh. Chúng ta nói, ồ, chuyện đó hả, cầu nguyện đi tôi, chuyện đó, cầu nguyện đi là Chúa trả lời liền. Trong khi đó đức tin mình yếu xìu. Nói nghỉ ngày Chủ nhật đi, trong khi đó mình có nghỉ ngày Chủ nhật đâu. Phải không? Mình phải thực hiện điều đó thì người ta mới tin mình. Đó là mình đầu tư. Thí dụ mình cái chuyện đó mình xảy ra, mình bệnh tật, điều đó mình cầu nguyện công khai, công bố điều đó xảy ra mà Chúa chữa lành cho bệnh, những cái bệnh tật mình, thì Chúa chữa lành rồi cho chính mình, thì mình mới dám nói người khác. Còn trong khi đó mình cứ nói ố cầu nguyện đi, mà trong khi đó mình về nhà uống thuốc cả chục, hai ba chục viên. Vậy tin ai? Mình đầu tư người nào đó hay là đầu tư cái lời mình phát ra là mình đã kinh nghiệm, mình trải nghiệm mà mình đã thực hành rồi mình mới phát ra, thì đó là lời đầu tư. Cho nên tất cả những gì chúng ta đầu tư trong gia đình, con cái hay là bạn bè, anh chị em chúng ta đều phải bắt đầu từ chính chúng ta. Thì lời nói của chúng ta nó sẽ đầu tư vào người khác. Mình nói lời nào nó ảnh hưởng lời đó. Còn người ta nói nó nói vậy đó. Người nói ồ nó vậy đó. Người ta thấy mình là người ta bỏ chạy cái lời của mình rồi. Tại vì mình nói chuyện trên trời, chuyện mà không bao giờ xảy ra hết trơn á, không có thực tế. Chính họ không làm thì không bao giờ ai nghe được điều đó. Thành ra chính chúng ta đầu tư lời của chúng ta thì ai nấy sẽ biết được. Và lời chúng ta phát ra lời nào, người đó họ sẽ đầu tư. Có nghĩa là, tôi nói không phải là đầu tư về tiền bạc hay business, chúng ta đừng hiểu lầm. Đầu tư có nghĩa là mình gieo ra cái lời gì đó mà ảnh hưởng người khác. Mình nói lời nào nó có cái giá trị thì nó phải ảnh hưởng người khác về cái vấn đề đó mà đang xảy ra. Đó là lời đầu tư. Và điều răn cuối cùng thì bấm lột là tôi sẽ phát ra lời có tình yêu thương. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như còng chiên kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Có nghĩa là lời yêu thương. Yêu thương không có nghĩa là chúng ta nói một cách gì êm dịu, phải không? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hay ai tin con nấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Chúng ta thấy có chuyện nào phán xét trong đó không? Lời yêu thương là lời không có sự phán xét hay là đón xét trong đó. Đó là lời yêu thương. Tất cả những gì chúng ta phát ra không có lời đón xét hay phán xét thì mới là lời yêu thương. Đức Chúa Trời dẫu Ngài thánh khiết, Ngài công bình, cái cương vị của Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài nói phạm tội, chết, Chúa có quyền. Nhưng mà Ngài đến, Ngài không chỉ chết thôi, nhưng mà Ngài sao? Ngài cứu họ và Ngài chữa lành cho họ và Ngài ban ân huệ cho họ nữa. Tất cả mọi người, đó là yêu thương. Yêu thương nó nằm trong gì? Nó nằm đối ngược với sự phán xét. Chúa Giêsu đến không phải để đón xét người khác. Lời chúng ta phát ra không phải là lời để phán xét người khác. Tôi biết cái này nó rất khó. Nhiều khi mình cũng vô tình hay là mình cũng quen cái miệng thôi, chứ không phải cái ý. Nhiều khi mình nói vậy chứ không phải ý vậy. Quen, nói ra lời nào nó cũng giống vậy trơn. Tại mình sanh ra là bi quan, lớn lên bi quan, tới suốt cuộc đời bi quan, cho nên phát ra lời nào cũng bi quan hết trơn á. Thành ra nó quen vậy, nhưng mà cái ý mình vậy. Nhưng mà khi mình nghĩ ngược lời thì Chúa Giêsu có làm điều đó không? Chúa Giêsu đâu làm điều đó. Chúa đến thế gian để ban con một của Ngài hầu cho ai hay tin hay không được sự hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta ban họ lời không có sự phán xét mà có lời sự sống. Kết luận tôi hôm nay có 10 điều răn chúng ta ôn lại. 10 điểm trên chúng ta sẽ thấy khi nhớ 10 điều răn thì chúng ta biết rằng chúng ta phải tập tành. Thứ nhất, tôi sẽ phát ra lời chân thật, chúng ta nhớ này. Thứ nhất 10 điều răn giống như 10 răng của sức yếu tôi kêu đồng hồi. Thứ nhất, tôi sẽ phát ra lời chân thật. Thứ nhì, tôi sẽ phát ra lời đẹp ý Chúa. Thứ ba, tôi sẽ phát ra lời sự sống. Thứ tư, tôi sẽ phát ra lời khích lệ.
Thứ năm tôi sẽ phát ra lời ân huệ. Thứ sáu tôi sẽ phát ra lời khôn ngoan. Thứ bảy tôi sẽ phát ra lời có ích. Thứ tám tôi sẽ phát ra lời nói đúng lúc. Thứ chín tôi sẽ phát ra lời có đầu tư. Và thứ mười tôi sẽ phát ra lời có tình yêu thương. Mười điều răn của sự giao tiếp của chúng ta đi vào lòng người. Đó là lý do mà chúng ta phải thuộc mười điều răn này. Để khi chúng ta thuộc mười điều răn này thì chắc chắn cái giá trị của đời sống chúng ta sẽ được xa hơn và tăng trưởng hơn. Không phải chính chúng ta mà cả những người chung quanh chúng ta sẽ được ảnh hưởng bởi vì mười điều răn này. Tôi biết chắc chắn rất là khó, giống như mười điều răn kia vậy. Cuối cùng giao còn 2 điều, 10 điều nhiều quá xuống còn 2 điều. Bây giờ làm sao chúng ta có thể thực hành được? Ít ra chúng ta tập thành một điều, rồi bữa khác thêm một điều nữa, rồi bữa khác thêm điều nữa. Có 10 điều, một điều mình học tháng đây thì 10 tháng ít ra cũng hết được 10 điều răn, phải không? Còn không, mình cứ ráng nhớ nhưng mà mình không áp dụng được. Một tháng chúng ta để ra một điều để chúng ta có thể học được. Thí dụ, chúng ta bây giờ không cần phải thứ tự. Chúng ta thí dụ, tôi sẽ phát ra lời sự sống. Nhớ ngay từng này, gặp ai tôi nói lời sự sống. Gặp là, you are good, you are living. Thành ra mới tập. Đúng vậy, cho nên tất cả là chúng ta phải tập thành con người chúng ta. Có người chúng ta chỉ khác con vật là mình đi hai chân, nó bị đi bốn chân thôi. Ok. Là tất cả chúng ta phải tập tành. Có nhiều người đi bốn chân. này không nói mấy người lớn tuổi nha. Đừng hiểu lầm tôi nói bốn chân. Có người để nó bốn chân. Chúng ta tập tành như thế này có nghĩa là không phải mình bắt ép mình làm điều gì, nhưng mà tại vì cái giá trị, cái phẩm chất của mình á, có Chúa thì mình phải tập những điều này. Con người chúng ta ai cũng phải tập trơn á. Giống như thí dụ nhiều người chúng ta bắt lỗi cô Ngọc nói chị trời ơi, tập ngày bữa sữa bớ không đề gỗ ít ra 50%, còn hơn không có phần trăm nào, phải không? Trời ơi, vâng, ôi rồi ôi. Thì cũng như thế đó. Thì tất cả những cái điều răn này chúng ta có thể tập một điều thôi, rồi lần hồi chúng ta quen cái đó, rồi chúng ta bắt đầu một cái điều khác. Thí dụ mình bắt đầu, ok, tuần này tôi bắt đầu nói lời chân thật. Mình nói láo mình biết được chứ phải không? Biết đâu, mình nói láo mình biết chứ. Ok. Chứ đây mình thành ra mình nói ok, từng này tôi dứt quyết tôi phải học điều răn thứ nhất là tôi nói là chân thật. Yeah. Vậy đó, rồi từng sau tôi học điều thứ nhì. Thì con người mình vậy, tôi nói rồi, con người mình nó khác con vật chỉ là đi hai chân với bốn chân thôi. Chúng ta phải tập thì nó mới có thực hành được, còn không tập thì sẽ không bao giờ tiến hành được cuộc đời chúng ta. Cho nên bây giờ cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta để chúng ta